Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương có một địa chỉ duy nhất tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Ngày hôm nay thì em lên sóng cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi, chạy cực kỳ là sướng đấy ạ. Ở đây thì em đang có một chiếc Hyundai Tucson, sản xuất vào năm 2010, đăng ký lần đầu vào năm 2011. Số tự động động cơ của xe là 2.0, nhập khẩu Hàn Quốc các bác nhá. Đó, một mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi, đi thì rất là sướng này. Và xe cũng đã được trang bị khá là nhiều option rồi. Bên em đang chào bán cho mẫu xe này với giá là 445 triệu vẫn còn thương lượng các bác nhá. Vâng ạ, 445 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về dòng Hyundai Tucson, thì các bác có thể kết nối qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ chốt cho anh chị em một cái mức giá yêu thương nhất ạ. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe các bác nhé. Vừa rồi thì em cũng đã đi dạo qua một vòng cho anh chị em có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào khám phá review chi tiết về cái mẫu xe này, từ phần ngoại thất này đến phần nội thất, phần keo chỉ gầm bệ và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe các bác nhé. Đầu tiên là phần đầu xe đấy ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mạ ốp chrome sáng bóng. Hệ thống đèn của xe thì vẫn là đèn halogen các bác nhé. Vâng đấy ạ, hệ thống đèn của xe thì vẫn là đèn halogen này. Ở dưới đây thì chúng ta có trang bị đèn gầm và cặp đèn pha của xe. Vâng, một chiếc xe cũng có tuổi đời tầm khoảng 11-12 năm rồi, nhưng mà cặp đèn pha của xe cũng còn rất là ok các bác nhé, rất là chất lượng luôn, vẫn còn trong sáng này, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Ok chưa ạ? Đây ạ, cặp đèn pha bên này cũng vậy các bác nhá, cũng còn trong sáng này, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Và nhìn tổng thể form dáng phần đầu xe thì vẫn còn rất là chuẩn form luôn, không bị lệch lạc form do va quẹt hay là tai nạn ở cái phần đầu xe này, được chưa ạ? Sang đến phần thân xe. Vâng, sang đến phần thân xe thì xe được trang bị 4 làn răng đúc 5 chấu kép các bác nhá. Rồi là 4 phanh ABS 4 bánh này, chống bó cứng an toàn, đi thì cực kỳ là an toàn luôn. Xi nhan tích hợp trên gương bằng những cái đèn LED đấy ạ. Đó các bác nhá. Xi nhan tích hợp trên gương bằng 4 cái đèn LED này. Rồi là tay nắm cửa được mạ ốp chrome, có tích hợp nút bấm chìa khóa thông minh, rất là tiện cho anh chị em. Anh chị em chỉ cần treo chìa khóa ở bên người hoặc là đút ở trong túi thôi, chúng ta đi đến xe bấm vào cái nút đen này thì cửa sẽ tự mở các bác nhá. Viền kính cũng được mạ ốp chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe này, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe. Ở đây thì chúng ta còn được trang bị bậc lên xuống đó, rất là chắc chắn luôn. Ở những cái mẫu xe gầm cao SUV thì đương nhiên sẽ được trang bị những chiếc bậc lên xuống để chúng ta lên xuống dễ dàng hơn các bác nhá. La răng của xe đây ạ. Vâng, la răng của xe cũng còn tương đối là đẹp, không có hiện tượng bị chém vào la răng này và không có hiện tượng xước nhiều các bác nhá. Lốp nắp thì cũng còn khá là dày. Vâng, đây lốp nắp của xe cũng còn khá là dày và cỡ lốp của xe là cỡ lốp 18 inch, rất là to bản, làm cho chiếc xe chạy được chắc chắn hơn, đằm chắc hơn. Ra phần la răng và lốp nắp đằng sau. Đây ạ, phần la răng đằng sau các bác nhá. Đó, được chưa ạ? La răng đúc 5 chấu kép này. Rồi là lốp lắp của xe còn khá là dày, mọi người mua xe về đi tầm khoảng đôi 3 năm nữa mình mới phải thay lốp. Trang bị phanh ABS 4 bánh chống bó cứng an toàn, được chưa ạ? Ra đến phần đuôi xe. Vâng, ra đến phần đuôi xe thì xe cũng đã được trang bị cam lùi rồi, an toàn tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta lùi xe. Và xe còn được trang bị gạt mưa đằng sau, có đèn phanh ở trên cao đây ạ. Đó, có đèn phanh ở trên cao và gạt mưa đằng sau các bác nhá. Cặp đèn hậu của xe. Vâng, cặp đèn hậu của xe cũng còn rất là ok luôn, cũng còn trong sáng này, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Đó, hai bên đã. Đây các bác nhá, mọi người vào xem video cũng có thể cảm nhận được rồi. Và chiếc Tucson này là hai cầu. Đây ạ, 4WD này, hai cầu các bác nhá. Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho anh chị em có thể vào xem và tham khảo đấy ạ. Vâng, và đây là phần gầm bệ của xe. Thì phần gầm bệ của xe sắt xi còn rất là ok, cũng còn sáng này và không có hiện tượng han gì mục mọt. Gầm bệ chắc chắn, chạy không có tiếng kêu lọc cọc hay là dạo dạc ở cái phần gầm bệ của xe, có anh chị em nhé.
một chiếc xe tư nhân biển Quảng Ninh 14A00367. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này và cùng nhìn ngắm cái phần nội thất bên trong của xe. Đây, phần nội thất bên trong của xe tất cả cũng còn nguyên bản luôn, chưa động chạm hay là thay thế cái gì các bác nhá. Và còn khá là sạch sẽ này. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Vâng, đây có gương kính chỉnh điện cụp điện, ghế chỉnh điện anh em nhá, có bơm hơi lưng này. Cái phần bơm hơi lưng thì sẽ giúp cho chúng ta đỡ bị đau mỏi lưng hơn khi mà chúng ta đi đường dài, ok chưa ạ? Có khóa vi sai. Đây mọi người nhá, xe hai cầu có khóa vi sai này. Rồi là bàn phím tích hợp cho vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Và bên trong thì xe được trang bị đè lỗ thông minh start top, màn hình giải trí có tích hợp cam lùi, điều hòa auto 2 vùng các bác nhá. Đó, điều hòa auto 2 vùng này. Có cổng sạc 12V, có cổng USB, có cổng AUX đầy đủ để cho anh chị em cắm USB vào nghe nhạc giải trí. Trang bị hộp số tự động, động cơ của xe là 2.0 hai cầu. Đó, chạy cũng rất là khỏe luôn ạ. Nội thất ghế da màu đen nguyên bản theo xe, còn căng bóng này và cũng còn rất là đẹp coi nhá. Đây ạ. Nội thất ghế da màu đen nguyên bản theo xe, còn căng bóng còn đẹp. Trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe và xe còn được trang bị hai cửa sổ trời. Đây ạ. Trang bị hai cửa sổ trời các bác nhá. Đằng sau cũng có và đằng trước cũng có luôn. Một chiếc xe chạy rất là sướng. Hyundai Tucson 2010, đăng ký lần đầu vào năm 2011. Số tự động, động cơ của xe là 2.0 hai cầu, nhập khẩu Hàn Quốc, xe còn cực kỳ là chất luôn. Bên em đang chào bán với giá là 445 triệu các bác nhá. Bác nào đang quan tâm thiện chí thì có thể nhấc máy lên alo cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm cũng như là sẽ báo cho anh chị em một cái mức giá yêu thương nhất. Và bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa này, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lóc capo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Và phần đầu tiên thì là cái phần phần tắp ly này. Đây là phần tắp ly của cánh cửa bên trên phía bên lái các bác nhá. Đó, phần tắp ly này. Rồi là phần keo chỉ đấy ạ. Và phần keo chỉ thì thẳng tắp nguyên zin luôn, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới anh em nhá. Đó, những con ốc thì vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn, không có hiện tượng vặn mở ốc. Và đây là cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây ạ, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau này, trên dưới tất cả cũng còn nguyên zin luôn. Đó, được chưa ạ? Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, đây ạ, đây là phần tắp ly của cánh cửa đằng sau. Đó, phần tắp ly này. Rồi là phần keo chỉ. Vâng, phần keo chỉ đây anh chị em nhá. Đó, được chưa ạ? Phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới. Vâng, tầm tiền hơn 400 triệu anh chị em đã được sở hữu một mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi đi sướng, trang bị nhiều option. Và chiếc xe này thì còn cực kỳ là chất các bác nhá. Mọi người có thể tham khảo cho em. Ra đến phần cốp xe. Vâng, ra đến phần cốp xe thì đầu tiên cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Được chưa ạ? Hai bên anh chị em nhá, nguyên đai nguyên kiện này. Phần keo chỉ của cốp xe. Và phần keo chỉ cốp xe đây ạ. Được chưa ạ? Keo chỉ cốp xe thì cũng còn nguyên zin luôn, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào. Khoang cốp xe. Và khoang cốp xe thì cực kỳ là rộng rãi luôn, cho anh chị em có thể ngồi cho anh chị em có thể để đồ thoải mái này. Và khoang cốp xe thì cực kỳ là rộng rãi, cho anh chị em có thể để đồ thoải mái khi mà chúng ta đi làm, đi công tác xa nhà hay là đi du lịch dã ngoại với cả gia đình, chúng ta cũng có thể để đồ thoải mái các bác nhá. Đó, đây ạ, khoang cốp xe đây ạ. Còn ở phía dưới đây. Vâng, ở phía dưới đây là lỗ sơ cua, rồi là bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Lỗ sơ cua gần quốc cũng còn rất là dày và còn rất là mới các bác nhá. Tôn vỏ thì đã được dán một lớp cách âm cách nhiệt rồi. Đã, phần tôn vỏ thì đã được dán một lớp cách âm cách nhiệt này. Trang bị đầy đủ lỗ sơ cua, rồi là bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Ok chưa ạ? Khoang cốp xe thì rộng rãi, đằng sau xe cũng đã được trang bị cam lùi rồi. Đó, cam lùi đây các bác nhá. Đây, cam lùi này. Được chưa ạ? Sang bên đây là phần tắp ly và phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là phần tắp ly cánh cửa bên trên này. Đó, phần tắp ly cánh cửa bên trên này ạ. Được chưa ạ? Rồi là phần keo chỉ. Vâng, phần keo chỉ các bác nhá.
thẳng tắp nguyên zin luôn, rất là đẹp. Phần ốc tai này, rồi là phần bản lề trên, bản lề dưới. Những con ốc bu lông thì không hề có hiện tượng vặn mở ốc, được chưa ạ? Còn đây là phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau các bác nhé, trên dưới này. Họ trên dưới đấy ạ, cũng còn rất là đẹp luôn. Ra cánh cửa đằng sau, vâng, đây là phần tắp ly của cánh cửa đằng sau đây. Đó, được chưa ạ? Phần tắp ly cánh cửa đằng sau này. Rồi là phần keo chỉ. Vâng, phần keo chỉ các bác nhá. Phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới, được chưa ạ? Vừa rồi thì anh chị em cũng đã biết được những cái trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này rồi. Và cũng đã được mình ngắm cái phần lỗ thất bên trong của xe, cũng như phần tắp ly, phần keo chỉ và phần ốc bắt bản lề của bốn cánh cửa, tất cả là còn nguyên zin, không có hiện tượng vặn mở ốc các bác nhá. Và cái phần cuối cùng đi ạ. Và phần cuối cùng em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là phần keo chỉ của lốc capo cho quý anh chị và các bạn cùng vào tham khảo. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe các bác nhá. Vâng đấy ạ. Thì đây là tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe. Đó, tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đấy ạ. Và phần đầu tiên, vâng, phần đầu tiên cũng là cái phần ốc đai này. Phần này là phần ốc lóc cabo zin đét các bác nhá, zin đét luôn. Phần ụ giảm sóc còn sạch sẽ này. Đinh tán thì còn tròn xe, được chưa ạ? Còn đây là phần keo chỉ của lóc cabo. Và phần keo chỉ của lóc cabo đấy ạ, được chưa ạ? Rồi là phần ốc đai bên này này, phần ốc lóc cabo bên này cũng zin đét các bác nhá. Phần ụ giảm sóc này còn đẹp này, đinh tán tròn xe này. Và đây là phần sắt răng. Và phần sắt răng đấy ạ, được chưa ạ? Động cơ của chiếc xe, và động cơ của chiếc xe thì còn khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà, máy số cực chất, gầm bệ chắc chắn các bác nhá. Đó, một chiếc Tucson đời 2010, đăng ký 2011, phiên bản tự động, động cơ 2.0 2 cầu, nhập khẩu Hàn Quốc, còn cực kỳ là chất luôn. Mọi người cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Xong rồi chúng ta sẽ đưa ra chọn lựa và quyết định cuối cùng các bác nhá. Đây, đó, một chiếc Tucson còn cực kỳ là chất luôn. Động cơ khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà, máy số gầm bệ cực chất, nội thất bên trong tất cả là còn nguyên bản, ok chưa ạ? Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng lộn ngoại thất, keo chỉ, gầm bệ, khoang động cơ của chiếc Tucson 2010, đăng ký 2011 cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn thêm. Hoặc là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cũng như cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe anh chị em nhé. Anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho Dũng Audi xin một nút đăng ký kênh, để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em, thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào.